cùng xem những hình ảnh tư liệu quý giá về quần thể lăng mộ Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ năm 1913. Cổng chính dẫn vào khu lăng mộ Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ năm 1913. Cánh cổng bề thế nhìn từ chính diện. Từ cổng nhìn vào khu lăng mộ. Lăng Taj Mahal phản chiếu hình ảnh xuống con kênh đào phía trước. Lăng Taj Mahal nhìn từ mặt bên. Cận cảnh mặt trước lăng. Họa tiết trang trí trên đá cẩm thạch ở một hành lang trong lăng Taj Mahal. Bên trong sảnh chôn cất của lăng Taj Mahal. Thánh đường Taj Mahal, khu vực hành lễ của tín đồ Hồi giáo nằm cạnh lăng mộ Taj Mahal. Từ khuôn viên thánh đường Taj Mahal nhìn về khu lăng mộ Taj Mahal. Hoàng hôn trên thánh đường Taj Mahal. Cánh cổng ngoài cùng phía trước của quần thể Taj Mahal. Tháp và hành lang bao bọc khuôn viên Taj Mahal. Góc nhìn khác về tháp và hành lang bao quanh Taj Mahal. Một hẻm nhỏ dẫn vào Taj Mahal.